là một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ đa dạng dinh dưỡng tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Câu lạc bộ là một hoạt động của dự án nhằm nâng cao dinh dưỡng và thu nhập cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại Tây Bắc Việt Nam. Giới thiệu với bà con, đây là sổ tay dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe, gồm có các nhóm rau ăn lá màu xanh đậm như là rau cải mèo, rau mồng tơi, rau cải ngọt. Là thành viên câu lạc bộ, với chị Cà Thị Hương, nơi đây đã trở thành địa điểm quen thuộc để chị học hỏi và chia sẻ kiến thức về giống rau, cách thức sản xuất và nấu ăn, giúp nâng cao chất lượng khẩu phần ăn và cải thiện dinh dưỡng cho gia đình. Tôi là Cà Thị Hương, tôi đến từ bản Nà Hồn và thuộc câu lạc bộ dinh dưỡng của bản Nà Hồn. Tôi biết đến câu lạc bộ nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến tuyên truyền và giới thiệu. Đến với câu lạc bộ tôi được học về các nhóm thực phẩm khác nhau và giá trị dinh dưỡng, học cách ủ phân hữu cơ, cách chế biến thuốc trừ sâu sinh học và cách ủ hạt giống sau thu hoạch. Đến với câu lạc bộ dinh dưỡng tôi tâm đắc nhất là cách chế biến rau như thế nào để đảm bảo rau vẫn còn dinh dưỡng. Rau là nguồn dinh dưỡng quan trọng, cũng là nguồn thu nhập tốt cho người nông dân ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Nhờ khí hậu mát mẻ, người nông dân nơi đây có thể trồng nhiều loại rau khác nhau, cung cấp cho vùng đồng bằng và các thành phố lớn. Tuy nhiên, họ thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận giống rau tốt, đảm bảo chất lượng. Việc thiếu kiến thức và kỹ năng về sản xuất và bảo quản giống, chi phí mua giống cao và thiếu đảm bảo về chất lượng giống không chỉ dẫn tới năng suất và thu nhập thấp, mà còn gây thiếu hụt dinh dưỡng ở các hộ gia đình. Vì thế, Liên minh Tổ chức Đa dạng Sinh học Quốc tế và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế đã khởi xướng dự án phát triển hệ thống giống rau nhằm nâng cao dinh dưỡng và thu nhập cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Xin chào, tôi là Keith Kwon, đến từ Liên minh Tổ chức Đa dạng Sinh học Quốc tế và SIAD. Chúng tôi và các đối tác địa phương đã cùng thảo luận để đưa ra một kế hoạch hành động. Trong khuôn khổ dự án, các nhóm dinh dưỡng và thu nhập đã được thành lập. Chúng tôi tập huấn cho họ về kỹ thuật sản xuất giống rau, kỹ năng kinh doanh, cũng như khuyến khích họ trồng các loại rau giàu dinh dưỡng quanh năm. Chúng tôi cũng đã thành lập các câu lạc bộ dinh dưỡng ở 18 thôn bản để nâng cao hiểu biết của người dân về dinh dưỡng, cũng như tầm quan trọng của rau và hạt giống rau. Tổng cộng, chúng tôi đã làm việc trực tiếp với hơn 500 nông dân dân tộc thiểu số, 20 đối tác địa phương và đã thấy những thay đổi quan trọng. Kể từ năm 2019, dự án đã được triển khai tại tỉnh Sơn La và Lào Cai với sự tham gia của Viện Nghiên cứu Rau quả, Công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống rau Tân Lộc Phát và Trường Đại học Wageningen của Hà Lan. Các nhóm dinh dưỡng trong dự án bao gồm những nông dân trồng rau quy mô nhỏ, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của gia đình. Hôm nay, nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Rau quả đang tập huấn cho nhóm dinh dưỡng người Mông ở Sapa về phương pháp sản xuất hạt giống và canh tác rau. Ngoài các buổi tập huấn kỹ thuật, dự án còn trang bị cho họ kiến thức về giá trị dinh dưỡng của các loại rau để giúp họ lựa chọn loại rau thích hợp theo nhu cầu của mình. Cái lá mà nó cuốn vào như này, là chúng ta sử dụng một là chúng ta ngắt tiêu diệt. Như những người dân khác sống trong bản, chị Giàng Thị Vân thường tự để hạt giống rau từ vụ này qua vụ khác. Tuy nhiên, thời tiết mưa ẩm kéo dài ở Sapa gây nhiều khó khăn cho chị trong việc thu hoạch và bảo quản hạt giống. Vì thế, hạt giống chị để thường bị hỏng do nấm mốc và mối mọt, dẫn đến thiếu hạt giống để trồng. Ngày xưa thì chúng tôi hay bảo quản hạt giống trong cái túi vải hoặc trong chai, nhưng mà độ ẩm nó cao nên là độ nảy mầm nó không được tốt. Từ khi dự án tác động vào thì chúng tôi để hạt giống trong cái túi bì, và trong cái túi này nó có gói hút ẩm và nó để được hạt giống lâu hơn và tỷ lệ nảy mầm nó cao hơn. Vì thế mà chúng tôi có thể để hạt giống cho những vụ tiếp theo.
vì hạt giống nó tốt hơn thì cây nó khỏe hơn, năng suất nó cao hơn. Chính vì thế mà gia đình tôi không bị thiếu rau trong các bữa ăn. Ngày xưa thì tôi chỉ trồng cải mèo thôi. Và bây giờ thì tôi trồng thêm đậu cô ve và các loại rau khác để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Vườn ươm này được xây dựng cho nhóm thu nhập ở Sapa với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của dự án. Cùng với đóng góp mặt bằng, vật liệu và nhân công của nông dân địa phương, các nhóm thu nhập trong dự án bao gồm những nông dân quan tâm đến sản xuất, kinh doanh hạt giống, cây giống để gia tăng thu nhập. Kể từ khi được hoàn thiện, vườn ươm đã trở thành địa điểm để các thành viên trong nhóm thực hành kỹ thuật sản xuất hạt giống rau và cây giống. Trước tổ chúng tôi có 5 người, bây giờ là 11 người, chúng tôi cũng phối hợp với nhau để sản xuất hạt giống rau để thứ nhất là phục vụ cho bà con xung quanh ở đây, không cần phải đi lên thành phố để mua hạt giống. Hạt giống chúng tôi làm là nó chuẩn hơn, chúng tôi cũng đi tìm ở trên thành phố cũng tìm được người mua hạt giống rau của mình. Về cái nhà lưới này là cũng giúp cho tổ chúng tôi là thấy yên tâm vì có nhà lưới là nó sẽ chống sương muối và không có sâu bệnh vào hại cây con để mình sản xuất nó hiệu quả hơn và tốt hơn. Ngay từ khi bắt đầu, dự án đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cấp chính quyền địa phương tại địa bàn triển khai. Buổi tập huấn ngày hôm nay có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn với tư cách là quan sát viên. Cấp ủy chính quyền đánh giá rất là cao về cái mô hình dự án vì nó rất là phù hợp và thiết thực với bà con nhân dân. Khi là chưa có dự án thì bà con là phải đi mua giống rau rất là xa, 30 km cây số để về để sản xuất tại địa phương. Triển khai dự án thì bà con có thể là tự sản xuất được giống rau và cũng thành lập ra những cái tổ mà sản xuất và cung cấp giống rau cho bà con trên địa bàn xã. Trong thời gian tới thì cấp ủy chính quyền cũng rất mong muốn là dự án tiếp tục phát triển và hỗ trợ cho bà con nhân dân và cũng triển khai tại các xã khác để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhóm thu nhập này ở xã Cò Nòi sản xuất rau từ nguồn hạt giống và cây giống tốt, đảm bảo chất lượng. Gần đây họ cũng bắt đầu sản xuất và bán hạt giống rau. Trước đây chúng tôi cũng có trồng và sản xuất rau nhưng chủ yếu là làm theo phong trào và chủ yếu là để phục vụ gia đình. Chưa có kế hoạch bài bản, chưa kết nối được với thị trường, chưa chú ý đến chất lượng hạt giống nên dẫn đến cây giống chưa đạt tiêu chuẩn và các cái sản phẩm làm ra chưa được tiêu thụ nhiều trên thị trường. Nhờ có dự án hỗ trợ, chúng tôi được tham gia các cái lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, kỹ năng kinh doanh, được tham quan các cái hợp tác xã khác. Nhờ đó chúng tôi tiếp cận được nguồn giống tốt và có kế hoạch sản xuất cụ thể. Giờ đây diện tích sản xuất rau của hợp tác xã chúng tôi được tăng lên gấp đôi và thu nhập của các thành viên trong nhóm cũng được tăng lên. Mặc dù đã có các cái đầu mối thu mua nhưng chưa có hợp đồng cụ thể. Vì thế trong thời gian tới chúng tôi sẽ liên kết với các cái công ty, các cái hợp tác xã để tìm đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm. Ngoài các buổi tập huấn về kỹ thuật sản xuất hạt giống chất lượng, dự án còn giúp các thành viên trong nhóm nâng cao kỹ năng kinh doanh. Hoạt động tập huấn cho các nhóm nông dân thường được tổ chức cùng với đối tác địa phương. Cái sản phẩm thứ hai nữa, bạn đã làm được như thế này. Hôm nay, nhóm thu nhập này thảo luận về những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, cũng như những khó khăn còn tồn tại. Buổi thảo luận được thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mai Sơn. Chính vì thế mà bây giờ là tất cả các thành viên, các hộ nông dân là làm trồng theo cái bộc phát. Đấy, chưa tìm cái thị trường chưa có, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với dự án hỗ trợ thành lập hợp tác xã rau an toàn Vạn Phúc, giúp các thành viên hợp tác xã xây dựng kế hoạch sản xuất theo lịch thời vụ và kết nối với thị trường. Giờ đây các thành viên hợp tác xã có rất nhiều thay đổi, họ đã biết chăm sóc sản xuất rau theo hướng hữu cơ, biết quan tâm chất lượng sản phẩm hạt giống rau và chủ động tiếp thị sản phẩm. Viện Nghiên cứu Rau quả, gọi tắt là FARI,
là đối tác chủ chốt đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu tiên. Trong khuôn khổ dự án, Viện hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn nông dân sản xuất hạt giống rau dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế. Nghiên cứu về rau cùng với hoạt động thực địa và tập huấn có sự tham gia của người nông dân đang mang đến những cơ hội mới, giúp nâng cao kỹ thuật sản xuất giống rau và liên kết chuỗi cung ứng cho các cộng đồng địa phương. Khi thực hiện dự án thì chúng tôi đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhìn chung nhận thức và kiến thức của người nông dân và các đối tác về giá trị dinh dưỡng thì được tăng lên, năng suất và chất lượng hạt rau được sản xuất đã được cải thiện. Một số nhóm nông dân đã được hỗ trợ kết nối với bên mua để bán sản phẩm rau và hạt giống rau. Trong quá trình thực hiện dự án, một số bài học rút ra là người nông dân các dân tộc thiểu số thì quan tâm đến cải thiện dinh dưỡng và thu nhập. Tuy nhiên, họ cần trang bị kiến thức và nguồn lực. Vì vậy mà dự án kết hợp với đối tác địa phương để hỗ trợ vườn ươm cây giống, tổ chức các chuyến tham quan học hỏi, tập huấn và phát triển tài liệu truyền thông. Trong thời gian tới thì chúng tôi muốn nhân rộng các câu lạc bộ dinh dưỡng, tổ chức tập huấn kinh doanh và nâng cao cách tiếp cận nguồn hạt giống chất lượng cao cho các tỉnh miền Bắc. Nhờ có câu lạc bộ đa dạng dinh dưỡng mà chị Cà Thị Hương đã có cái nhìn hoàn toàn mới về cách chọn rau để trồng và nấu ăn cho gia đình. Đây là rau màu xanh thấm có nhiều vitamin, tốt cho da, cho mắt và tốt cho sức khỏe. Đây là điều tôi học được từ câu lạc bộ dinh dưỡng. Tôi thấy dự án phát triển hệ thống giống rau này rất hữu ích. Nếu được mở rộng, dự án sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Càng tan nào, tâm thả bản mà. Sự này chắc nhà ma. Bắt kèm cái đi không này. Cảm ơn chú bác ơi. Cảm ơn nhân nhất. Nói gì bác là gì không? Nhớ ha. Nhớ ha mà u nặng cái đi.